Vâng, và như vậy thì lúc này chúng ta sẽ cùng đến với sân đá Sportlet Tân Phú ở trong buổi tối ngày hôm nay để cùng đón theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng, đó là các đội bình Việt bóng MNC FC và đối thủ của họ trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là các đội bình Việt bóng Bảng FC. Nỗ lực đổ pha tấn công vừa rồi chưa thể mang đến được độ chuẩn xác cao. Phòng ngự bên phía cao thủ của MNC đã bắt bài tốt cực. Và bây giờ sẽ là cơ hội triển khai tấn công dành cho bên phía cao thủ áo vàng. Đường chuyền vào trong, khoái trống, cơ hội vào. Như vậy thì sau những sự cố gắng và nỗ lực tấn công thì MNC đã có được bàn thắng để mở tỷ số cho phút thi đấu này của trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng vừa rồi với một sự nỗ lực và sự cố gắng. Nỗ lực triển khai bóng dài một tí lên phía trên đang là quân số rất đông đảo dành cho bên phía đội bóng MNC. Phối hợp áo trắng đưa bóng vào bên trong, một pha phối hợp tấn công theo bài của thần gió. Còn bây giờ sẽ là tình huống đổ phá nhanh cho bên phía đội bóng MNC sẽ làm gì đây, quyết định xuất thẳng cơ bóng. Khá thoáng cơ hội dành cho Hiền Duy, một đường truyền chào khe thần gió dứt điểm cơ bóng. Và can thiệp tốt vừa rồi là của trung vệ mang số 6, đó là Minh Trí. Còn bây giờ sẽ là bắt đầu cơ hội triển khai lên chia phía trên dành cho huấn luyện viên La Lê Bân, đưa bóng vào trong. Tuyển ai bắt đầu chân trái, không có được một góc sút thuận lợi cho cầu thủ số 13 trong cái dứt điểm vừa rồi. Thần gió cơ hội dứt điểm không bằng. Cameraman thì cầu thủ siêu phổi của Bảng FC chưa được tung vào sân, vẫn đang khởi động là làm nóng rất kỹ lưỡng bên ngoài đường biên. Đây sẽ là cơ hội dành cho bên phía đội bóng Bảng FC. Vâng, như vậy thì bàn thắng để quân bình tỷ số cuối cùng đã cũng đã được xuất hiện rồi. Một cơ hội mà các đội bên phía đội bóng áo trắng đã cố gắng chờ đợi và đã được tận dụng tốt. Nỗ lực của Hiền bẻ gãy, đúng với cái tên của mình, anh đã bẻ gãy toàn bộ hệ thống hàng phòng ngự đối phương. Đang gửi lời chúc đến cho đội bóng của Bầu Doãn và gửi lời chúc đến cho MNC sẽ có thể quyết thắng ở trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Cơ hội cho đội bóng vâng tương là đồng đội với nhau, và lúc này thì đang ở bên phía hai chiến tuyến khác nhau và đang đối đầu với nhau cùng cống hiến một trận đấu hay và hấp dẫn. Bây giờ sẽ là cơ hội đột phá tấn công, 4-3 cho bên phía cao thủ áo vàng, 5-3 rồi. Cơ hội sẽ là có thể được tận dụng cao dứt điểm ngay. Một quyết định ra chân dứt điểm rất nhanh chóng. Nỗ lực lên bóng tấn công cho bên phía đội bóng MC đang là bắt đầu rất thoáng cho bắt đầu, đường truyền sang bên trái cho Tuyển Carlos, chân trái chân phải và đi ra bên ngoài mất rồi. Cơ hội đã không nên được tận dụng tốt. Bây giờ sẽ là phản công, cơ hội đột phá cho các đội bên phía đội bóng Bảng FC, đưa bóng vào trong dứt điểm. Vẫn chưa thể tạo ra bàn thắng dành cho Don Filippo. Cơ hội đã được đưa ra hơi khó, mặc dù đội Filippo đã có được sự chủ động, thế nhưng sức rưỡng của số 76 đó là Hiếu buồn ngủ. Và trong pha bóng vừa rồi thì anh cực kỳ tỉnh táo. Cơ hội trọng tài xác định là chưa có bàn thắng cho các đội bên phía đội bóng trắng trong cái dứt điểm vừa rồi. Diễn ra rất nhiều, đặc biệt là ở khoảng nửa sau của hiệp thi đấu thứ nhất này. Tâm tiếp quyết định đưa bóng thẳng lên trên, cơ hội dành cho Don Filippo. Lúc này thì sẽ là những sự khó khăn dành cho trung vệ mang số 6, đó là Minh Chỉ. Còn bây giờ sẽ là tốc độ dành cho bắt đầu, cơ hội mở biên sang cánh trái, đường truyền rất kéo, nỗ lực đột phá dành cho Doãn Nunes. Bắt đầu và tình huống đột phá tấn công vừa rồi, khi mà bắt đầu là người đã mở ra cơ hội đó thì chính anh cũng là người đã kết thúc với một cú đặt lòng chuẩn chỉnh và rất điềm tĩnh cho cơ hội tấn công vừa rồi, mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các đội bên phía đội bóng MNC. Và xử lý bóng hơi chậm của Nghĩa Bồ Ngộ và Fonvet đã bắt bài rất nhanh chóng. Tình huống phát triển tấn công nhanh cho các đội bên phía đội bóng Bảng FC.
Phố Anvest. Trọng tài xác định là đã biên cho đội bóng vàng và đó là đường thiền rất nhanh chóng. Quảng cháu Trung Nguyên Khơ. Tuyển ai? Nhật Trương. Cố gắng để phát triển một đường bóng dài vượt tuyến. Bắt đầu. Và phối hợp khá mạo hiểm với phần sân nhà. Cối vào. Lôi đến từ hàng phòng ngự của các đội binh Việt đội bóng MNC. Và ngay lập tức là tình huống chớp lấy thời cơ rất nhanh chóng của đội bóng trắng. Và chúng ta cùng xem lại vòng vừa rồi. Bắt đầu và Nam Tạo đã phối hợp với nhau không tốt. Cơ hội được mở ra dành cho Phò An Vết. Và số 17 đã có được một cuộn áp sát rất khó chịu đến từ vị trí của Phò An Vết. Bây giờ là sự cố gắng cho Hiền Bé Gãy. Quả người vẫn là số 16 Hiền Bé Gãy xuất sân. La Lê Bình là người đã lùi về rất sâu nơi hệ thống hàng phòng ngự để hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Cướp được bóng tốt, Minh Chí chọc khe lên phía trên. Tuyển Carlos, tuyển Carlos, cơ hội cho bên phía cầu thủ áo vàng. Quả người rồi, vâng. Một pha rê giặt bóng đầy tự tin và dứt khoát của cầu thủ ba số 12 tuyển Carlos đã mang về được bàn thắng cho các đội viên đội bóng MC. Và đây đã là lần thứ 3 đội bóng áo vàng vừa là dẫn trước do với đối thủ của mình ở trong trận đấu giàu ngày hôm nay. Ba bàn thắng giúp cho đội bóng MC vừa lên trước. Và hai bàn thắng trước đó là thằng Gió. Một tình huống chơi bóng bằng đồng khá khéo léo. Còn đây sẽ là cơ dành cho Hiền Di trong khá. Cơ những phút giây rước đôi tỷ số đầy hấp dẫn và kịch tính cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng MC và bàn FC. Còn đây là pha bóng chúng ta sẽ được xem lại. Bàn thắng để quân bật tỷ số 3 đều cho các đội binh Việt đội bóng trắng. Những cú chạm bóng tinh tế và mượt mà. Phố Anvest rất cố gắng để có một pha xoay xa. Ôi, dừng đá vâng. Như vậy thì bàn thắng đã được công nhận và đó là lần đầu tiên các đội binh Việt đội bóng bằng FC có được cơ hội để vừa lên dẫn trước ở trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn là sự xuất hiện và cơ hội tốt dành cho cầu thủ số 16. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một pha làm tường rất tốt của thần Gió và nhường lại cơ hội tỏa sáng cho người đồng đội. Hơi khó dành cho Đàm Anh. Cởi đột phá quá nguy hiểm trong pha bóng vừa rồi. Rất may là có tình huống xuất thành chuẩn xác của thủ môn Nam Tàu. Và bây giờ sẽ là cơ hội dành cho các đội áo vàng. Cơ hội tốc độ của Đàm Mát chứng điểm cơ vương. Chắc chiều cơ hội ở những phương án đột phá thử cầu của mình. Và đột phá qua người tốt và tốc độ dành cho các đội viên bóng MC. MC tuổi Carlos. Phố Anvest áp lực đến tường rất đông quân số của đội bóng vàng. Đấm mát cơ hội tấn công cho MSC và xoay sở của Nguyễn Kha. Chọc khe rất khéo, đối chi vô bóng vào trong, cơ hội cơ vào. Quá nguy hiểm cho pha bóng vừa rồi. Tiếp tục mở ra các phản tấn công nhiều hơn về việc chúng ta đối phương. Hiền Duy cơ hội cho Roma số 19 đột phá qua người. Rất tốc độ cơ hội dứt điểm cơ vào. Cơ hội cho tay đổ bóng bóng nguy hiểm cơ vào. Vẫn là sự cố gắng của các đội viên đội bóng MSC. Bóng được mở sang cho số 79 tạt bóng vào trong cơ vào. Pha phối hợp tạt cánh đánh đầu và không cho đối phương có được sự thuận lợi và thoải mái cho những cơ hội tấn công và dứt điểm. Tốc độ của số 79 qua người đây. Qua được cầu thủ ở nơi hàng phòng ngự. Thế như tình huống đưa bóng vào trong thì chưa được xử lý một cách mượt mà. Đây sẽ là cơ hội đặt lòng không vào. Và xử lý rất kỹ thuật của cầu thủ số 19. Thế nhưng đây sẽ là cơ hội của bắt đầu.
Thần gió là người đã can thiệp rất nhanh. Đường truyền lên phía trên, tốc độ của Don Filippo. Giữ được quyền kiểm soát bóng rồi. Coi không vào. Một trận đấu gay cấn và hấp dẫn cho đến những giây phút gần về cuối ở hiệp thi đấu thứ hai này. Coi tuyển Carlos là người đã ấn bàn vào. Nguy hiểm cũng như thế mà tạm thời trôi đi trước khung thành của đội bóng áo trắng. Quả phật bóng dài của thần gió dành cho Phó An Vé. Number cho một màn lôi ngược dòng đầy quang mục của các đội bên phía đội bóng bảng FC. Số 17 cũng đã có được cú đúp dành cho mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống triển khai tấn công quá chất lượng và chuẩn xác. Bây giờ thì cuộc đối đầu giữa hai đội chỉ còn tính bằng giây nữa mà thôi. Bóng bóng được chèo vào, đánh đầu. Bắt đầu rất cố gắng dành cho đội bóng áo vàng, cố gắng dành cho những nỗ lực còn lại ở trong quả đá vô giờ. Và như vậy thì đúng lúc này tiếng còi của trọng tài đã chính thức vang lên và khép lại cuộc đối đầu cho trận đấu giàu giữa hai đội bóng bảng FC và MNC.